Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục vẽ tranh với màu thiên long ha mọi người. Ở đây thì cái hũ màu vàng và màu trắng của thiên long mình dùng nhiều nên nó đã hết rồi, thì mình thay thế bằng cái màu poster color của Dooley. Đầu tiên thì mình sẽ pha ra cái màu tô nền. Mình sẽ lấy hai đĩa sứ như thế này ha. Trước hết thì mình sẽ dùng cái màu trắng. Màu trắng mình sẽ cho vào đĩa bên đây một cọ. Đĩa bên đây mình cũng cho một cọ luôn. Sau đó mình sẽ cho nước vào. Mình dùng bình xịt ha. Nếu mà mọi người không có bình xịt thì mọi người cứ dùng cọ để lấy nước nha. Sau đó mình sẽ dùng màu xanh Cobalt Blue. Mình cho vào đĩa này hai cọ. Tiếp tục thì mình sẽ cho thêm một cọ màu xanh lá cây đậm vào. Mọi người cho thêm nước nha. Do màu mình pha nó hơi thiên về xanh lá cây nhiều quá nên mình sẽ lấy thêm một cọ màu xanh Cobalt Blue vào nữa. Nó ra tựa như cái màu xanh ngọc đó mọi người. Mình cho thêm nước vào bởi vì màu của nó hơi sệt. Sau đó mình sẽ lấy một cọ như thế này, mình cho vào ô màu trắng bên đây. Như vậy là xong cái phần màu nền bên trên nha mọi người. Hôm nay thì mình sẽ không dùng giấy màu trắng nữa mà mình sẽ dùng cái giấy ráp nâu ha mọi người. Loại này thì nó có độ dày tựa như cái loại giấy màu trắng mình hay dùng và thường dùng để làm thiệp. Mọi người có thể mua tại các cửa hàng văn phòng phẩm, nhà sách hoặc là tiệm hoa cũ ha. Đầu tiên thì mình sẽ dán băng keo viền cạnh. Để giảm độ dính và gây nguy cơ rách giấy thì mọi người dán băng keo ra mặt bàn rồi hẳn dán vào giấy nha. Trước hết thì mình sẽ dùng bút chì và thước để lấy khoảng 1/3 bên trên làm nền trời. Mình sẽ dùng cây cọ bản vuông để tô nền trời được nhanh. Mọi người sẽ lấy màu xanh ngọc đậm và tô bên trên. Do cái phần nền giấy là màu vàng nên khi pha màu tô nền thì mọi người pha màu hơi sệt sệt một xíu nha. Như vậy thì nó sẽ che hết được cái phần nền giấy bên dưới, chứ đừng có pha loãng quá nha. Tới đây rồi thì mình sẽ chấm tiếp tới cái màu xanh nhạt. Mình sẽ tô lên trên một đoạn cho nó hòa vào nhau một xíu. Rồi mình sẽ tô ở cái phần bên dưới. Để tô phần bên dưới màu được đẹp hơn thì mọi người nên rửa cây cọ cho sạch nha. Nhân lúc cái nền còn ướt thì mình sẽ chấm vào màu trắng và mình tạo những mảng mây trên đây ha. Nền còn ướt thì khi mình phối màu hoặc hòa màu thì nó sẽ tốt hơn ha. Bây giờ mình sẽ vẽ mây ha mọi người. Mình sẽ vẽ thêm các đám mây ở bên dưới đây nữa. Mình dùng một cây cọ đầu nhọn và mình dùng màu trắng nguyên chất như thế này ha. Mình sẽ vẽ cho cái màu của mình nó nhạt dần ra. Khúc này thì mình có thể rửa cọ, dùng cọ ẩm để tán cho nó hòa vào cái nền một xíu ha.
Bây giờ mình sẽ tiến hành pha màu để tô phần nền cỏ bên dưới. Đầu tiên cũng là màu trắng luôn, mọi người sẽ cho màu trắng vào đĩa này ha. Mình sẽ cho một cọ. Sau đó mình cho nước vào và đánh đều lên. Đĩa chính giữa này thì mọi người sẽ cho một cọ màu vàng, một cọ màu cam và một cọ màu nâu. Sau khi pha xong rồi, mọi người sẽ lấy hai cọ màu nâu này cho vào đĩa màu trắng này ha. Còn đĩa ngoài cùng bên đây thì mọi người sẽ cho một cọ nâu và hai cọ màu đen. Do mình lỡ tay cho nhiều nước nên cái màu của mình nó hơi loãng, vì vậy mình sẽ cho thêm một lần màu y vậy nữa để màu được sệt hơn. Bây giờ mình sẽ tiến hành tô phần nền bên dưới. Đầu tiên là màu sáng nhất, mình tô khoảng 1/4 ha mọi người. Sau đó mình sẽ chuyển qua cái màu trung gian. Màu trung gian này mình tô khoảng đến hơn một nửa một xíu. Và phần còn lại đó chính là màu nâu đen. Sấy khô hoặc là để khô tự nhiên. Bây giờ mình sẽ dùng một cây cọ giỏm không có thương hiệu và cái đầu nó đã bị tơ như thế này nè, để mình vẽ cái phần cỏ và cũng như là những cái phần bụi cây bên dưới ha. Rồi mình sẽ dùng cái màu nâu thứ hai nè, quẹt nhiều đường chồng chéo lên nhau đó mọi người và loan dần xuống bên dưới. Sau đó cũng chính màu này mình sẽ đi lên trên ha. Bên trên thì chủ yếu là các vết cỏ nghiêng về phía bên phải nha mọi người. Mình tiếp tục dùng màu nâu sáng để xen kẽ vào. Ở đây thì mình sẽ vẽ những cái bụi cây đằng xa ha, cùng với ba màu tô nền bên dưới luôn. Tiếp đến thì mình sẽ pha màu vẽ cỏ và lá cây bên dưới. Mọi người sẽ cho vào đĩa này một cọ màu vàng.
Sau đó mọi người cho khoảng 4 đến 5 cọ màu nâu bên đây cho đến khi ưng ý ha. Và thêm một cọ màu trắng nữa. Bây giờ mình sẽ dùng cây cọ tỉa. Cây cọ thân xanh này thì nó chung với cây cọ thân hồng mà mình hay dùng á. Nó là bộ 3 cây cọ tỉa ha mọi người. Nhưng phần đầu của nó thì nó sẽ to hơn so với cây màu hồng một xíu. Trước hết thì mình sẽ vẽ thân và nhánh của các cành hoa. Bây giờ mình sẽ tiến hành vẽ lá bên dưới ha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng màu nâu đỏ. Tiếp đến thì mình sẽ đi tới màu vàng đất ha. Bây giờ mình sẽ lấy cái màu vàng đất cho vào ô này khoảng 4 cọ và chỉ trộn ở một góc thôi nha mọi người. Mình tiến hành vẽ thêm các nhánh cỏ bên dưới nữa. Dùng phần màu sáng hơn để nhấn ở ngọn.
rắc một ít li ti cho nó. Nhớ lấy giấy che cái phần nền trời bên trên lại nha mọi người. Phần trên đây thì mình rắc màu nâu. Tiếp theo thì mình pha màu vàng nghệ để vẽ nhụy hoa cúc từ cái màu cam vào màu vàng. Sau khi khô thì mình sẽ pha màu vàng để nhấn sáng cho các nhụy lớn. Cuối cùng là pha màu trắng để vẽ cánh hoa. Những hoa ở gần thì mọi người vẽ to hơn ha. Bây giờ mình sẽ vẽ thêm các nụ hoa chưa nở. Vẽ nhánh thân cho các nụ mới vừa vẽ. Mình dùng màu nâu đen để bổ sung thêm vài lá đậm len lỏi bên trên. Rắc một ít màu trắng của hoa. Bây giờ mình sẽ dùng màu xanh tô nền trời ban đầu để vẽ ánh xanh của nền trời trên những cái cánh hoa nha. Chỉ cần chọn một số hoa thôi chứ không cần phải vẽ hết nha mọi người. Vậy là xong rồi, tháo băng keo cẩn thận nha mọi người. Chúc mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.